ngày tốt bốc bát hương tháng 11 âm lịch cho ban thờ gia tiên, ban thần tài. Bốc bát hương nhập trạch, được lộc trời cho, suốt đời giàu có bình yên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Sai Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. 5. Nghi lễ văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, gìn giữ bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới hay lập ban thờ mới, như ban thờ gia tiên, ban thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Táo, cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho được chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 11 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây để tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ đã có đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. Một là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Thơ Ca khi Ngài sáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. Hai là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí siêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ ấm cúng hơn. 5. Là tờ dị hiệu, là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương, của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Là bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc bát hương, chúng ta bắt đầu và tìm ra những ngày tốt đẹp nhất ở tháng 11 âm lịch để bốc lại bát hương cho được hanh thông và may mắn. Việc chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác vì nó thuộc phần nghi lễ, tế lễ nên cũng sẽ có những quy định riêng. Để chọn ra ngày tốt bốc bát hương, tôn cập, lập thờ, chúng ta căn cứ vào hứa chân quân Ngọc Hạp Ký để lựa chọn ra ngày tốt nhất bốc bát hương mới cũng như bốc lại bát hương trong tháng 11 âm lịch. Cụ thể như sau, ông hứa chân quân thấy người đời tác phúc thi nguyện, bái biểu, thượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa, có nhà lễ cầu đảo lại, sinh ra hóa phá tận con cháu, như vậy là tại sao? Vì thế ông hứa chân quân đã sát trong bản án thiên tào thì thấy, chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết chọn ngày nào trong vòng 60 của lục giáp, tuần trong các vì sao, hoặc ở đại phủ, hoặc ở nhân gian, dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa vậy. Vì thế ngày chân quân mới chép rành rẽ, làm quyển ngọc hạp để cho những vị pháp sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần trung ấy, thì tự nhiên biết được những điều cát hung.
Thưa quý vị, tháng 11 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Kiêng kỵ cấm bốc bát hương. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch để tiến hành việc bốc bát hương, thờ cúng. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là ngày sát chủ, trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Những ngày này kiêng kỵ tuyệt đối không làm gì. Ngày xấu thứ hai là ngày Thọ Tử, trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và ngày 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. Ngày xấu thứ ba là ngày Nguyệt Phá và là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa và không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. Ngày xấu thứ năm cần tránh là ngày Tam Nương, trong ngày chủ về sự đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, ngày 18 Mậu Tuất, ngày 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, ngày 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 11 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 9, ngày Kỷ Sửu và ngày 23 là ngày Quý Mão. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ, trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về sự phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ 2, tìm ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch để tiến hành bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng hứa chân quân, ngọc hạp ký để tìm ra những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này. Theo hứa chân quân Ngọc Hạp Ký, cát hung từng ngày trong việc bốc bát hương như sau. Ngày mùng 1 Tân Tỵ, các thần ở cửa nhà trời vận chuyển đất đá rất khổ cực, cho nên ai lễ bái cầu phúc sẽ bị tử vong, con cháu ba đời nghèo khổ, điên loạn, kiện cáo, tai bay vạ gió rất xấu. Ngày mùng 2 Nhâm Ngọ, mùng 3 Quý Mùi, chư thần, thần tại thiên, nếu bán lễ cầu phúc thì ban năm trước được tốt, nhưng ban năm sau chịu tai họa, chết dưới chân nhà rất xấu. Ngày mùng 3 trùng với ngày Tam Nương nên không dùng được. Ngày mùng 4 Giáp Thân và ngày mùng 5 Ất Dậu, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian hai ngày này, lễ rất tốt. Mùng 5 trùng với ngày Nguyệt Kỵ nên không dùng để bốc bát hương được. Ngày mùng 6 Bính Tuất và ngày mùng 7 Đinh Hợi, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian, nếu người nào có phúc, tế tự hoàn nguyện thượng biểu trương tài, được công đức vô lượng. Ngày mùng 7 trùng với ngày Tam Nương nên không dùng được. Ngày mùng 8 Mậu Tý và ngày mùng 9 Kỷ Sửu, chư thần tại nhân gian địa phủ, nếu ai cầu phúc, tế lễ thì ân liễu nguyệt ngày rất tốt, nếu người ấy làm việc chú chớ, thề bồi thì đại hung. Ngày mùng 9 còn trùng với ngày Con Nước, vậy nên không tốt, hai ngày này không nên dùng. Ngày mùng 10 Canh Dần, chư thần tại trời để liên hợp tính xét các bản án, nếu tế tự cầu phúc, trình tâu lễ nguyện thì hại thân, hại chủ là rất xấu. Ngày 11 Tân Mão, chư thần tại địa phủ, nếu cầu xin việc gì, hoặc chiêu hồn đại mệnh, hoặc là thiết lập bàn thờ, hoặc là đặt bài vị gia tiên thì bình bình tạm được. Ngày 12 Nhâm Thìn và ngày 13 Quý Tỵ, chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sinh tử, nếu tế tự thì sinh đau ốm bệnh tật, hại thầy, hại chủ, rất xấu. Ngày 13 trùng với ngày Tam Nương. Ngày 14 Giáp Ngọ, chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu người có thượng trương, tiến biểu, lễ tạ thổ công, thổ địa thì được phúc gấp 10 lần, rất tốt. Nhưng ngày này bị phạm vào ngày Nguyệt Kỵ, vậy nên cũng không dùng được. Ngày 15 Ất Mùi, chư thần tại thiên, nếu tế lễ tạm được, tốt nhỏ thôi.
ngày 16 Bính Thân, ngày 17 Đinh Dậu và ngày 18 Mậu Tuất, chư thần tại thiên hầu Ngọc Hoàng làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ. Nếu ai làm lễ cầu thọ, tế tại thượng biểu trương triệu hồi là rất tốt. Ngày 18 là ngày tam nương không dùng được. Ngày 20 Canh Tý và ngày 21 Tân Sửu, chư thần tại thiên nếu có phúc tế tự thì chủ bệnh tật và tai họa rất lớn. Ngày 22 Nhâm Dần và 23 Quý Mão, chư thần hội đồng họp để ký sổ, ai lễ bái cầu phúc thì rất tốt. Nhưng ngày 23 Quý Mão bị phạm ngày tăng lương, ngày 22 Nhâm Dần phạm ngày sát chủ cũng không dùng được. Ngày 24 Giáp Thìn, chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc thì rất tốt. Ngày 25 Ất Tỵ, chư thần tại nhân gian địa phủ cầu phúc tế tại lễ bái rất tốt. Ngày 26 Bính Ngọ, chư thần ở trên trời không có ở nhân gian nên tế lễ và cầu phúc rất xấu. Ngày này trong tháng 11 là ngày nguyệt phá cũng không dùng được. Ngày 27 Đinh Mùi, chư thần tại địa phủ nếu cầu phúc lễ bái biểu trương liễu nguyệt rất tốt. Ngày 28 Mậu Thân, chư thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ nếu tế lễ bị sát sự tổn gia trưởng. Ngày 29 Kỷ Dậu, trên thượng giới có lệnh đại xá nếu lễ bái tế tự bốc bát hương thì rất tốt. Như vậy là chúng ta đã xét xong những ngày trong tháng 11 âm lịch và tìm ra được 9 ngày tốt lành nhất để bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xem xét những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng được sẽ được lộc trời cho giàu sang phú quý. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày mùng 4 Giáp Thân, ngày này kỵ tuổi Dần, hợp người tuổi Thìn, Tý Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 6 Bính Tuất, ngày này kỵ người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ Mão và những người có thiên can là Bính. Ngày 11 Tân Mão, ngày này kỵ người tuổi Dậu, hợp người tuổi Hợi, Mùi Tuất và những người có thiên can là Bính. Ngày 15 Ất Mùi, ngày này kỵ người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão, Ngọ và những người có thiên can là Canh. Ngày 16 Bính Thân, ngày này kỵ tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. Ngày 17 Đinh Dậu, ngày này kỵ tuổi Mão, hợp người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 25 Ất Tỵ, ngày này kỵ người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Canh. Ngày 27 Đinh Mùi, ngày này kỵ người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão, Ngọ và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 29 Kỷ Dậu, ngày này kỵ tuổi Mão, hợp người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn và những người có thiên can là Giáp. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt bốc bát hương trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp cho quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hành thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt thì hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!